các bạn nhé. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách claim airdrop nhận được 100 đồng token CrowdDeFi. Một số thông tin về đồng token này. Đồng token về dầu thô nhé. Ở số token phát hành là 6.600 triệu. Đã có 361 tài khoản đăng lên. Đã phát sinh 885 lượt giao dịch nhé. Ok, đầu tiên các bạn truy cập vào link website claim airdrop cho nó. Link truy cập website để mình ở phần dưới mô tả video nhé. Trong khi vào được website thì các bạn làm theo hai hướng dẫn trên website giúp mình. Bước 1, các bạn sẽ check quan trắc. Các bạn có thể sử dụng nút copy quan trắc nhanh ở đây. Sau đó các bạn nhấp và ok và quay sang ví MetaMask hoặc cái chốt wallet của các bạn nhé. Bạn thêm địa chỉ tôi cần này vào đấy giúp mình. Ký hiệu của CrowdDeFi sẽ thực tâm 10 năm. Các bạn nhấp tiếp theo. Nếu các bạn chưa biết cái nếu trong trường hợp các cái hiệu của token này không có thì bạn cần copy quan trắc và quay sang ví sang website BSC Scan nhé để lấy cái ký hiệu và cái số token nhé. Rồi các bạn nhấp tiếp theo tên token này. Sau khi đã tên được vị trí token của ví thì các bạn quay lại trở lại cái website claim.net nhé. Thì tới bước 2, nhấp vào link rút gọn đây để nhận token. Rồi, các bạn nhấp vào đây, nhấp vào Underdog. Chương trình thì nó dẫn xuất phần bên dưới này. Cái chương trình Underdog sẽ kết thúc khoảng 53 ngày nữa nha. Để các bạn có điều kiện thì các bạn có bỏ về bỏ ra số vốn nhỏ là 0.05 BDT mua đồng token này không có tích trữ đâu ra. Các bạn claim thì các bạn nhấp vào đây, yêu cầu Underdog. Rồi, nếu có cái lỗi ví thì các bạn nhấp tiếp theo và nhấp cái lỗi ví ra là 0.000553 BDT. Các bạn nhấp xác nhận cho mình nha. Rồi, cho giao dịch đang xí lý nha. Các bạn cố gắng thường xuyên theo dõi website claim.net nha để cập nhật những dự án miễn phí về tổ tập cần mới nhất cho người bạn mạo ba lần chơi. Ngoài ra nếu bạn chưa có tài khoản sàn giao dịch Binance, bạn có thể vào đây đăng ký luôn phần nhiều dịch sàn là Metalon và XCO với Kobe. Rồi những sàn nổi tiếng thì bạn có thể vào đây đăng ký luôn. Riêng tài sản bắt đền bạn có đăng ký để hiểu 20% phí giao dịch cho đa luôn nhé. Rồi mình hướng dẫn các bạn cách để làm nhận được 100 đồng token CrowdDeFi. Bạn có thể kênh và đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất nha. Video xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.